À, là đầu tiên xin chào tất cả các anh em cần thủ nha, nhất là những anh em cần thủ đam mê câu lục đánh giặc bờ biển. Hôm nay em sẽ lên cho tất cả các anh em là 8 con máy của cái nòng chuyên đánh lục, đánh bạo lực, đánh giặc bờ biển. Rồi em vô cụ thể từng máy cho anh em xem nha. Đây là máy số 1. Máy số 1 của mình có là con Biomaster XT. Xe này xe chuẩn là 14.000, à, 6 mặt nặng, cước số 12 được 200 m, cước số 14 được 170 m, có chống gói cước, hàng ra băng. Độ mới của con này tầm khoảng 98%, không có xước nha anh em. Đây, anh em có thể thấy đây, ốc nguyên zin, zin nguyên máy luôn, hàng chữ nhật, cước chuẩn, cước còn rất là mới, cước nhanh em, về có thể để dùng luôn. Hoạt động thì khỏi bàn, hoạt động êm mượt. Máy ca bớt nhanh em, mô bên sóng về ngược ok. Hiện tại con này là em có đang có 2 lô, giá em công khai con này là 3 triệu nhanh em, giá công khai 3 triệu. Con số 2 của em vẫn là con Biomaster X 6 mặt đạn. Đây, xe thật là 14.000. Đây, con lăn rất là đẹp nha anh em. Máy mới khoảng 98%. Đây. Giá con này em đang bán là 2 triệu 6, 2 triệu 6. Nếu anh em lấy lô phụ là 3 triệu, con này là một lô 2 triệu 6, xe chuẩn 14.000. Dòng tua là 1.3 chấm 1.4.3, chuẩn cho anh em đánh lục nha, đánh cảo cá đây, tích không bị xước, tất cả đều mới tầm 96 98%. Đây, con số 3 của em có vậy. Con số 3 của em là con Biomaster X 6 mặt đạn. Xe này xe nhỏ hơn tí là xe 12.000. Có chống gói cước, hệ thống ABS. Đây, cước 10 được 200 m, cước 12 được 170 m. Xe chuẩn 12.000 Shimano, hàng của Nhật. Hoạt động thì mấy máy này em bao hoạt động nha anh em. Hoạt động rất là mượt. Đây. Có hệ thống ABS. Quay ngược ok. Mấy cái này mới thì anh em đánh rất là bền. Đây, cước ok, lấy cước ok. Giá này là 2 triệu rưỡi nha anh em. Rồi. Còn tiếp theo của em đây là con Daiwa Emblem. Đây, Daiwa Emblem 5000A. Xe thật chuẩn Shimano á, là xe thật chuẩn là xe 9000, 9000 10000. Rồi cộng ok, máy hỗ trợ ABS. Còn lăn đẹp. Ngoại hình tầm khoảng 95%, không có sức lớn. Giá con này em đang bán là 2
2 triệu 3. Cho anh em thấy rõ máy chạy 5 mặt đạn công suất trước đây em mới nét máy chạy 5 mặt đạn đây, máy chạy 5 mặt đạn thông số cước là cước 8 được 200 m, cước 10 được 150 m, hoạt động em mượt anh em, hỗ trợ ABS mô bên sóng truyền cho anh em đến lục. Rồi, máy máy số 4 giá là 2 triệu 3 nha anh em. Tiếp theo của mình là con máy số 5 con Daiwa Power QD 5500, hàng QD có hỗ trợ xả cực nhanh cho anh em, máy ngoại hình tầm khoảng 93%, mô pin sóng máy cực ok, hàng này bao lỗi lầm nha anh em. Anh em mua hàng thì có thể kiểm tra hàng trước khi thanh toán, em ship COD toàn quốc. Đây, để xả nhanh, xả chậm, cứng luôn, lặn cái xả được, có hỗ trợ xả nhanh cho anh em nha. Hàng này Power Rokat hàng của Thái Lan anh em. Đây qua giá con này em đang bán là 2 triệu 5 cho anh em nào cần. Hoạt động thì em mượn có hỗ trợ ABS, xe thật là em xem không, cứ xe thật chuẩn của nó là 12.000, chuẩn máy xe thật chuẩn máy theo Shimano là 12.000. Bên ok. Đây, tiếp theo là con này Power Rokat hàng Thái Lan, hàng này không có hỗ trợ xe cực nhanh nhưng nó rất là mới nha anh em, mới tầm khoảng 95%. Đây ngoại hình ok, hoạt động thì rất là mượt nha anh em, rất là nhẹ mượt. Mô hình ok. Đây, hậu kệ ABS chống trả ngược cho anh em chiên đánh lục nha. Xe này cái chuẩn cũng là 12.000, giá em bán con này là 2 triệu mốt, không hỗ trợ khai cước nhanh. Rồi, anh em có thể chế sẽ cước nhanh được nha, máy rất là đẹp. Đây. Máy tiếp theo của em lên là con Daiwa Emblem. Em bán con này em tặng luôn bê trong nồi nha. Bê rất là mới nha anh em. Nhiều mới nữa. 4.500. Xe thật là xe 9.000. 3 mặt quạng. Hoạt động êm mượt nha anh em. Ngồi bên trống. À, thông số cước để em kêu. Cước 6 được 200 m, cước 7 được 170 m, cước 8 được 190 m, 150 m. Xe này xe tầm 7.000, 7.000 chuẩn Shimano đây, chuẩn Nhật, hàng xa băng. Máy này em bán là 1 triệu 6 nha anh em, ngoại hình mới tầm khoảng 95%, chuyên cho anh em đánh lục. Đây,
Rồi. Con cuối của em lên là con Shimano. Shimano này là Shimano Power GT 7000. Xe thật là xe 6000 5000. Xe của cối là xe 6000 5000. Cối rất là bóng nha anh em. Ngoại hình của máy thì em đánh giá là tầm khoảng 90 90 9 80 85 90%. Đây ngoại hình rất xuất sắc theo thời gian nhưng mà cối rất là bóng. Đây Shimano còn đủ tem. Và cộng thì ok em mượt. Hàng thì đánh trâu bò khỏi nói. Đây. Giá con này em đang bán là bằng giá với con emblem là 1 triệu 6. Bằng giá với con emblem số 7 là 1 triệu 6. Cho anh em nào tập đánh, mới đánh. Hàng này đánh cho anh em bao trâu bò nha. Mobin ok, mobin sống. Không độ chế nha. Rồi. Đây, tổng quan cho anh em là 8 con máy chiên đánh lục. Rồi, cảm ơn anh em nhiều nha.